giọng đàm á, kiểu có rất là nhiều rồi mà không có hết. Đúng rồi. Nhưng mà giờ em bước xuống đây đi, em ngồi xuống đứng dậy thử coi. Ngồi xuống thì khó. À, thì cứ ngồi thử coi, được không? Rồi đứng dậy, giờ cũng dẻo chứ. Ừ, ok. Rồi đi đi, em nằm sắp đi. Rồi, đới quần đây nha, để nhìn cái địa điểm nó lồi ra sao. Rồi, em làm nghề gì? Lấy xe hả? Lấy xe hả? Rồi em xuôi hả tay xuống. Em xuôi hả tay xuống, lấy xe ra ngồi lâu hả? Ok. Để đợi chỗ này tao nói nha. Lời 4, lời 5 đây nè. Đây đây nè. Đây đây nè, đúng không? Ok. Rồi, được rồi. Em quay lại đi. Đều có cách xử lý hết. Rồi, nhóm lên. Đó, lót lên ngay đúng ngày đó. Rồi, một người phụ đẩy hai cái. Rồi, để dùng đó ha, ok. Rồi đi nó biết. Nghe cái quầy xa, nó nghe cái rút quầy xa ở dưới rồi ha. Rồi. Cổ mà dưới đây có không? Chưa hả? Rồi. Làm nghiêng qua đây đi. Làm nghiêng qua đây đó. Rồi. Có cái giò này. Xích qua đây chút. Xích qua đây. Đó. Rồi. Đó, nghe chưa? Rồi, quay ok. Đó. Rồi, cái bên nào rồi nào gì biết là bên nào? Bên này thấy không? Rồi. Đúng rồi. Em quay cái này lên, quay lên đó. Rồi xích ra đây một xíu, nằm nghiêng ra. Nằm nghiêng ra, nghiêng ra. Đây một xíu, nằm nghiêng ra, ra qua đi. Đó, ok. Rồi bỏ trên. Đây, cái đây nhìn thẳng ra. Rồi, nằm hơi sắp qua đây, đây, đúng rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi vậy. Rồi, bây giờ cứ động coi nó ra sao rồi. Ngồi xuống rồi. Em ngồi xuống đến vậy khác rồi. À, có khác. À. Nhưng mà em sợ lại ngồi sau lưng coi em coi cái lưng nó phẳng này, nó được chưa? Ngồi lại đó sợ. Ok. Khác chưa? Gập cái lưng cúi xuống rồi xoay vặn người lên ra. Có thời gian mình đi ngủ thì đau quá, bắt đầu nóng như cả cái vùng. Ừ, như vậy em ấn lại tôi còn bằng thẳng rồi đó. Rồi, nghiêng qua đây. Tiếp, rồi tiếp thêm cái nữa. Rồi, lùi ra sang cũng nữa. Rồi xếp bằng chân lên. Đúng rồi, xếp bằng chân lên rồi. Nắm đi lên đi chút. Nè, đừng đứng gặp đó mềm vậy đó. Nghe không? Nghe lên. Võ sĩ. Võ sĩ. Chờ đứng này.
Em xích bên này tí. Em cứ ngồi xếp lên tí. Nhưng mà em nằm sắp đi rồi đi đẩy lời kiên coi coi cái cuộc sống đó lại rồi nằm im xuôi tay đó rồi bằng hết rồi nè, thấy chưa, em thấy bớt đau chưa, đây nè, còn đây đau không, ở đây phải không, hết rồi ha. Cái đâu đây thì này, cái này là cái xương khu hôm qua không dính gì cả đó. À, thì nó còn thêm đấy. À, ngay chỗ này đây. Nhưng mà là số lượng đau thì cũng còn cơ này. Đúng rồi, biết. Ok, rồi em ngồi dậy được rồi. Đâu rồi, à. Thôi vậy xong rồi ha. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan, cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.